Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 45, phẩm trụ xứ của các Bồ Tát thứ 32. Bồ Tát chẳng có trụ xứ, nếu Bồ Tát có trụ xứ thì chẳng thể xưng là Bồ Tát. Bồ Tát lấy Tử Bi Hỷ Xả làm trụ xứ vì Bồ Tát chẳng có một tư tưởng về cái ta, làm sao có trụ xứ. Trụ xứ ở đây là chẳng có sự nhất định. Tuy chẳng có sự nhất định, nhưng Bồ Tát Tầm Vương vẫn nói có phương sở có trụ xứ. Trụ này là trụ chỗ vô trụ, chẳng có sự chấp trước. Xứ này là xứ chỗ vô xứ, cũng chẳng có sự chấp trước. Nếu Bồ Tát chẳng có sự chấp trước thì gọi là Bồ Tát. Bồ Tát cũng chẳng chấp trong, cũng chẳng chấp ngoài, cũng chẳng chấp không, cũng chẳng chấp có. Tất cả đều không chấp trước. Hiện tại trụ xứ này bất quá là giả danh mà thôi. Phẩm này thuộc về phẩm thứ 32. Bây giờ Đại Bồ Tát Tâm Vương ở trong chúng hội bảo các Bồ Tát rằng, khi Bồ Tát Tâm Vương nói xong phẩm A Tăng Kỳ và phẩm Thọ Lượng rồi, nhưng cảm thấy ý vẫn chưa hết, vẫn còn điều muốn nói. Cho nên lúc đó vị Đại Bồ Tát Tâm Vương ở trong Pháp Hội Hoa Nghiêm bảo hết thảy các Bồ Tát, trụ xứ của các Bồ Tát. Bồ Tát ở trong Pháp Hội vốn đều biết trụ xứ của các Bồ Tát. Vậy tại sao còn phải hỗ tương vấn đáp? Vị Bồ Tát biết chúng ta chúng sinh tương lai ở trong Pháp Hội Hoa Nghiêm tại Vạn Phật Thánh Thành, giảng Kinh Hoa Nghiêm và lắng nghe Kinh Hoa Nghiêm, cho nên đây là vì chúng ta mà nói. Phật tử, Phương Đông có nơi gọi là núi Tiên Nhân, từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát đang ở trong đó. Hiện có Bồ Tát tên là Kim Cang Thắng. Với quyến thuộc của Ngài, các chúng Bồ Tát, 300 người tụ hội thường ở trong đó mà diễn nói Pháp. Theo ngũ hành, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ mà nói, thì Phương Đông là Giáp Ất Mộc, Giáp Mộc là Dương, Ất Mộc là Âm, do đó một âm một dương gọi là đạo, lệch dương lệch âm gọi là bệnh. Âm dương điều hòa hay sinh vạn vật, âm dương thất điều thì vật chẳng sinh, đây là luật tự nhiên của vũ trụ. Mộc là màu xanh, mộc có sinh khí hân hân hướng vinh, cho nên mùa xuân thuộc mộc thịnh vượng. Mùa xuân là mùa đầu tiên trong bốn mùa, do đó trước hết bắt đầu từ phương đông. Ngũ hành là phù hiệu chân lý của vũ trụ chứ chẳng phải từ chuyên dùng của đạo nào đó, vẫn là danh từ thông dụng. Nho giáo có thể dùng, đạo giáo cũng có thể dùng, Phật giáo cũng có thể dùng, đừng chấp trước vào. Phạm là hợp với chân lý thì có thể sử dụng, không nên phân biệt đó đây có thành kiến môn hộ. Phương Đông thuộc Mộc, Giáp Ất Mộc, phương Nam thuộc Hỏa, Bính Đinh Hỏa, phương Tây thuộc Kim, Canh Tân Kim, phương Bắc thuộc Thủy, Nhâm Quý Thủy, chính giữa thuộc Thổ, Mậu Kỷ Thổ. Mộc màu xanh, hỏa màu đỏ, kim màu trắng, thủy màu đen, thổ màu vàng. Đó là đại biểu của ngũ phương, ngũ hành, ngũ sắc. Ngũ hành có sự khác nhau về tướng sinh môn và tướng khắc môn. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Đó là đạo lý tương sinh. Mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Đây là đạo lý tương khắc. Do đó cha mẹ sinh ta ra, ta sinh ra con cháu. Ví như mộc hay sinh hỏa, mộc là cha mẹ của hỏa, hỏa hay sinh thổ, thổ là con của hỏa. Thổ hay sinh kim, kim là cháu của hỏa. Hồi đầu tương khắc, kim khắc mộc, vân vân. Đạo lý tương sinh tương khắc, vô cùng vô tận, diệu không thể tả. Tất cả sự lý trong trời đất đều có sự quan hệ này. Bên trong đều hàm chứa triết lý, giống như 64 quẻ đều bao hàm ở trong kim mộc thủy hỏa thổ. Quẻ càn là do ngũ hành biến hóa mà ra, nếu nghiên cứu kỹ thì có triết học rất sâu rộng. Âm dương ngũ hành, thiên can và địa chi tuy là phù hiệu nhưng có triết lý diễn biến vô cùng, đó là văn hóa của Trung Hoa. Đáng tiếc có những người dùng không tránh đáng, cuối cùng trở thành mê tín. Bồ Tát Tầm Vương gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở phương Đông có một nơi gọi là núi Tiên Nhân. Từ trước cho đến bây giờ, mười phương ba đài các chúng Bồ Tát đang ở trong núi đó. Bồ Tát có thần thông biến hóa ở bất cứ chỗ nào, ngẫu nhiên đến ở nơi đó cũng có khả năng. Hiện tại ở trong núi Tiên Nhân có vị Bồ Tát tên là Bồ Tát Kim Cang Thắng, cùng với quyến thuộc của Ngài và các chúng Bồ Tát khoảng hơn 300 người đang cùng nhau tu hành. Bồ Tát Kim Cang Thắng thường ở trong núi đó vì họ giảng kinh thuyết pháp. Phương Nam có nơi tên là núi Thắng Phong, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Hiện tại có Bồ Tát tên là Pháp Huệ, cùng với quyến thuộc của Ngài các chúng Bồ Tát, 500 người tụ hội thường ở trong đó mà diễn nói Pháp.
phương Nam có một nơi tên gọi là núi Thắng Phong. Từ trước đến nay, mười phương ba đời các chúng Bồ Tát thường ở trong núi đó. Hiện tại có vị Bồ Tát hiệu là Bồ Tát Pháp Huệ và quyến thuộc của Ngài, với các chúng Bồ Tát khoảng hơn 500 người cùng ở với nhau. Bồ Tát Pháp Huệ thường ở trong núi Thắng Phong vì họ diễn nói diệu pháp. Phương Tây có nơi gọi là núi Kim Cang Diệm. Từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Hiện tại có Bồ Tát tên là Tinh Tấn Vô Úy Hành, cùng với quyến thuộc của Ngài các chúng Bồ Tát 300 người tụ hội, thường ở trong đó mà diễn nói pháp. Phương Tây có một nơi tên gọi là núi Kim Cang Diệm. Từ trước đến nay, mười phương ba đời các chúng Bồ Tát thường ở trong núi đó. Hiện tại có vị Bồ Tát hiệu là Bồ Tát Tinh Tấn Vô Úy Hành và quyến thuộc của Ngài, với các chúng Bồ Tát khoảng hơn 300 người cùng ở với nhau. Bồ Tát Tinh Tấn Vô Úy Hành thường ở trong núi Kim Cang Diệm vì họ diễn nói diệu pháp. Phương Bắc có nơi gọi là núi Hương Tích. Từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Hiện tại có Bồ Tát tên là Hương Tượng, cùng với quyến thuộc của Ngài các chúng Bồ Tát 3.000 người tụ hội, thường ở trong đó mà diễn nói pháp. Phương Bắc có một nơi tên gọi là núi Hương Tích. Từ trước đến nay, mười phương ba đời các chúng Bồ Tát thường ở trong núi đó. Hiện tại có vị Bồ Tát hiệu là Bồ Tát Hương Tượng và quyến thuộc của Ngài, với các chúng Bồ Tát khoảng hơn 3.000 người cùng ở với nhau. Bồ Tát Hương Tượng thường ở trong núi Hương Tích vì họ diễn nói diệu pháp. Phương Đông Bắc có nơi gọi là núi Thanh Lương. Từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Hiện tại có Bồ Tát tên là Văn Thủ Sư Lợi, cùng với quyến thuộc của Ngài các chúng Bồ Tát 1.000 người tụ hội, thường ở trong đó mà diễn nói pháp. Phương Đông Bắc có một nơi tên gọi là núi Thanh Lương, tức nay là Ngũ Đài Sơn, tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc. Từ trước đến nay, mười phương ba đời các chúng Bồ Tát thường ở trong núi đó. Hiện tại có vị Bồ Tát hiệu là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và quyến thuộc của Ngài, với các chúng Bồ Tát khoảng 1.000.000 người cùng ở với nhau. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thường ở trong núi Thanh Lương vì họ diễn nói diệu pháp. Giữa biển có nơi gọi là núi Kim Cang. Từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Hiện tại có Bồ Tát tên là Pháp Khởi, cùng với quyến thuộc của Ngài các chúng Bồ Tát 1.200 người tụ hội, thường ở trong đó mà diễn nói pháp. Ở giữa biển Đông có một nơi tên gọi là núi Kim Cang. Từ trước đến nay, mười phương ba đời các chúng Bồ Tát thường ở trong núi đó. Hiện tại có vị Bồ Tát hiệu là Bồ Tát Pháp Khởi và quyến thuộc của Ngài, với các chúng Bồ Tát khoảng 1.200 người cùng ở với nhau. Bồ Tát Pháp Khởi thường ở trong núi Kim Cang vì họ diễn nói diệu pháp. Phương Đông Nam có nơi gọi là núi Chi Đà. Từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Hiện tại có Bồ Tát tên là Thiên Quan, cùng với quyến thuộc của Ngài các chúng Bồ Tát 1.000 người tụ hội, thường ở trong đó mà diễn nói pháp. Phương Đông Nam có một nơi tên gọi là núi Chi Đà. Từ trước đến nay mười phương ba đời các chúng Bồ Tát thường ở trong núi đó. Hiện tại có vị Bồ Tát hiệu là Bồ Tát Thiên Quan và quyến thuộc của Ngài, với các chúng Bồ Tát khoảng 1.000 người cùng ở với nhau. Bồ Tát Thiện Quan thường ở trong núi Chi Đà vì họ diễn nói diệu pháp. Phương Tây Nam có nơi gọi là núi Quang Minh. Từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Hiện tại có Bồ Tát tên là Hiền Thắng, cùng với quyến thuộc của Ngài các chúng Bồ Tát 3.000 người tụ hội, thường ở trong đó mà diễn nói pháp. Phương Tây Nam có một nơi tên gọi là núi Quang Minh. Từ trước đến nay, mười phương ba đời các chúng Bồ Tát thường ở trong núi đó. Hiện tại có vị Bồ Tát hiệu là Bồ Tát Hiền Thắng và quyến thuộc của Ngài, với các chúng Bồ Tát khoảng 3.000 người cùng ở với nhau. Bồ Tát Hiền Thắng thường ở trong núi Quang Minh vì họ diễn nói diệu pháp. Phương Tây Bắc có nơi gọi là núi Hương Phong. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Hiện tại có Bồ Tát tên là Hương Quang, cùng với quyến thuộc của Ngài các chúng Bồ Tát 5.000 người tụ hội, thường ở trong đó mà diễn nói pháp. Phương Tây Bắc có một nơi tên gọi là núi Hương Phong. Từ trước đến nay, mười phương ba đời các chúng Bồ Tát thường ở trong núi đó. Hiện tại có vị Bồ Tát hiệu là Bồ Tát Hương Quang và quyến thuộc của Ngài, với các chúng Bồ Tát khoảng 5.000 người cùng ở với nhau. Bồ Tát Hương Quang thường ở trong núi Hương Phong vì họ diễn nói diệu pháp. Ở giữa biển lớn lại có trụ xứ gọi là Trang Nghiêm Quật. Từ xưa đến nay,
các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Ở giữa biển lớn lại có trụ xứ tên gọi là Trang Nghiêm Quật. Từ trước đến nay, mười phương các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Phía nam Tỳ Xá Ly có một trụ xứ tên là Thiện Trụ Căn. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Phía nam thành Tỳ Xá Ly, Quảng Bát, tước thành của cư sĩ Tịnh Danh ở, thuộc Trung Ấn Độ, có một trụ xứ tên là Thiện Trụ Căn. Từ xưa đến nay, mười phương các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Thành Ma Độ La có một trụ xứ tên là Mãn Túc Quật. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Tại thành Ma Độ La Khổng Tước có một trụ xứ tên là Mãn Túc Quật. Từ xưa đến nay, mười phương các chúng Bồ Tát thường ở tại thành đó. Thành Câu Trần Na có một trụ xứ tên là Pháp Tòa. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Tại thành Câu Trần Na, Đại Mãnh Pháp Luật có một trụ xứ tên là Pháp Tòa. Từ xưa đến nay, mười phương các chúng Bồ Tát thường ở tại thành đó. Thành Thanh Tịnh Bỉ Ngạn có một trụ xứ tên là Mục Chân Lân Đà Quật. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Tại thành Thanh Tịnh Bỉ Ngạn, tước Nam Ấn Độ, có một trụ xứ tên là Mục Chân Lân Đà Quật, tước chỗ rồng ở. Từ xưa đến nay, mười phương các chúng Bồ Tát thường ở trong thành đó. Nước Ma La Đà có một trụ xứ tên là Vô Ngại Long Vương kiến lập. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Tại nước Ma La Đà có một trụ xứ tên là Vô Ngại Long Vương kiến lập, tức Phổ Quang Pháp Đường. Từ xưa đến nay, mười phương các chúng Bồ Tát thường ở trong nước đó. Nước Cam Bồ Già có một trụ xứ tên là Xuất Sinh Tử. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Tại nước Cam Bồ Già, Quả Danh có một trụ xứ tên là Xuất Sinh Tử. Từ xưa đến nay, mười phương các chúng Bồ Tát thường ở trong nước đó. Nước Chấn Đán có một trụ xứ tên là Na La Diên Quật. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Tại nước Chấn Đán, Trung Hoa có một trụ xứ tên là Na La Diên Quật, Kiên Ngưu. Tại tỉnh Sơn Đông, núi Thanh Châu, Đông Ngưu hiện có thánh tích cổ Phật. Từ xưa đến nay, mười phương các chúng Bồ Tát thường ở tại đó. Nước Xứ Lạc có một trụ xứ tên là núi Ngưu Đồng. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Tại nước Xứ Lạc, nước Xứ Lạc tỉnh Tân Cương có một trụ xứ tên là núi Ngưu Đầu, Vu Trấn tỉnh Tân Cương. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở trong núi đó. Nước Ca Diếp Di La có một trụ xứ tên là Thứ Đệ. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Tại nước Ca Diếp Di La có một trụ xứ tên là Thứ Đệ. Từ xưa đến nay, mười phương các chúng Bồ Tát thường ở trong nước đó. Thành Tăng Trưởng Hoan Hỷ có một trụ xứ tên là Tôn Giả Quật. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Tại thành Tăng Trưởng Hoan Hỷ, tức Nam Ấn Độ, có một trụ xứ tên là Tôn Giả Quật. Từ xưa đến nay, mười phương các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Nước Am Phủ Lê Ma có một trụ xứ tên là Kiến Ước Tạng Quang Minh. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Tại nước Am Phủ Lê Ma, Quả Danh, tức Trung Ấn Độ, có một trụ xứ tên là Kiến Ước Tạng Quang Minh. Từ xưa đến nay, mười phương các chúng Bồ Tát thường ở trong nước đó. Nước Càn Đà La có một trụ xứ tên là Chiêm Bà La Quật. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Tại nước Càn Đà La, Chỉ Địa, có một trụ xứ tên là Chiêm Bà La Quật, Hương Hoa Thụ Danh. Từ xưa đến nay, mười phương các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Bồ Tát là vô sở trụ, tất nhiên vô sở trụ. Tại sao lại nói là ngài trụ? Đây là tùy thuận chúng sinh mà nói, rốt ráo Bồ Tát tọa tâm sở dục, muốn ở đâu thì ở đó, muốn ở trong hạt bụi thì ở trong hạt bụi, muốn ở trong cung điện thì ở trong cung điện, Bồ Tát không vào mà chẳng tự được. Cho nên nói Bồ Tát chẳng có trụ xứ, trong Kinh Hoàng Nghiêm nói trụ xứ của Bồ Tát, đây là khiến chúng sinh biết Bồ Tát vô tại, vô bất tại. Hết tập 17.